Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lời Chúa, vinh nhân Chúa. Khi ấy, Chúa chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới người bảo các ông rằng lúa chính đầy đồng mà thợ gặt thì ít vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người các con hãy đi này ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng các con đừng mang theo túi tiền bao bì dài dép và đừng chào hỏi ai dọc đường vào nhà nào trước tiên các con hãy nói bình an cho nhà này nếu ở đấy có con cái sự bình an thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy bằng không sự bình an lại trở về với các con các con ở lại trong nhà đó ăn uống những thứ họ có vì thợ đáng được trả công các con đừng đi nhà này sang nhà nọ Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con Các con hãy ăn những thức người ta dọn cho Hãy chữa các bệnh nhân trong thành Và nói với họ rằng Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi Đó là lời Chúa Lời Chúa Kỳ người khen Chúa Anh chị em thân mến Thánh Luca chính là tác giả tin mừng thứ ba Trong quyển tin mừng nhất lãm Nói đến quyển tin mừng nhất lãm là chúng ta nói đến một nguyện tin mừng có ba tác giả thánh mắt theo thánh mắt cô và thánh luca vì được gọi là tin mừng nhất lãm bởi vì nếu chúng ta kẻ thành ba cọc song song với nhau chúng ta so sánh từng giai đoạn thì chúng ta sẽ thấy các ngài có những điểm viết rất là tương đồng với nhau mặc dù là có rất nhiều điểm tương đồng với nhau nhưng ba tác giả này cũng có những điểm khác biệt với nhau Và một trong những điểm khác biệt mà trong tin mừng chúng ta vừa nghe trình bày cho chúng ta Quả thật đối với Matthew và Thánh Mát Cô Thì chỉ viết Chúa chọn và gọi 12 tông đồ Và sai từng hai người một ra đi rao giảng tin mừng Còn điên Thánh Luca thì không chỉ là Chúa chọn 12 vị tông đồ mà Chúa còn kêu gọi và chọn thêm 72 môn đệ khác và cũng sai từng hai người ra đi rao giảng tin mừng. Điều này có nghĩa là gì? Thưa mắt Luca muốn trình bày cho chúng ta thấy được rằng Chúa chọn và gọi 72 ra đi rao giảng tin mừng đó là hình bóng của tất cả những người Kitô hữu đầu tiên. Nghĩa là tin mừng của Đức Kitô không chỉ dành cho những vị tông đồ ở với Chúa cùng ăn với Chúa cùng đồng hành với Chúa trong cuộc sống mà việc rao giảng tin mừng là dành cho tất cả mọi người không loại trừ một ai. Vậy thì việc rao giảng tin mừng Luca trình bày cho chúng ta chú muốn chúng ta khi rao giảng tin mừng thì cần phải thực hiện những điều gì? điều trước tiên khi đi rao giảng tin mừng đó là những người môn đệ của đức kitô phải cầu nguyện để xin xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa của mình. như vậy điều mà tôi đi rao giảng tin mừng được thành công không phải là theo ý muốn của tôi mà chúng ta hãy cầu xin để Chúa ban ơn giúp sức cho chúng ta Thực hiện những điều này Một cách tốt đẹp trong đời sống của mình Cái điều thứ hai Tôi không chỉ dừng lại ở việc cầu nguyện Để xin Chúa ban ơn Mà Chúa còn mời gọi mỗi người chúng ta Hãy thực thi lời của Chúa Trong việc rao giảng tin mừng Mà thực thi lời của Chúa Trong việc rao giảng tin mừng Chính Thánh Luca đã trình bày cho chúng ta, Chúa mời gọi chúng ta phải thực hiện bốn cái không và chỉ có một cái có. Vậy bốn cái không đó là cái gì? Thưa bốn cái không đó là không mang tiền, không mang bao bì, không mang giày dép và cũng đừng chào hỏi ai dọc đường, nghĩa là không chào hỏi người khác. Và một điều có đối với tất cả những người môn đệ của Đức Kitô đó là đem sự bình an đến cho những con người khác. Nghĩa là tôi cần phải có Chúa Kitô trong đời sống của tôi thì tôi mới có thể đem Chúa Kitô đến với mọi người. Vậy thì chúng ta hãy tìm hiểu tại sao Chúa bắt người môn đệ của mình phải thực hiện bốn cái không như vậy. Không tiền, không tiền lấy gì mà ăn? nhưng mà chú muốn chúng ta hãy ý thức rằng không phải có tiền là có tất cả điều quan trọng là tôi phải phó thác vào sự quan phòng của chúa bởi vì thợ thì đáng được trả công cho nên không phải là tôi nói tôi không có tiền thì tôi không rao giảng về lời chúa cho người khác được điều chú muốn chúng ta trước hết đó là chúng ta hãy tính thác vào sự quan phòng của Chúa. Cái điều thứ hai, không mang túi bao bị. Tôi mang túi bao bị để làm gì? Phải chăng là để tôi tích trữ cho những cái của cải vật chất tôi đang có, hoặc tôi sẽ có, hoặc tôi sẽ tìm. Và chính điều này Chúa nói, của cải các con ở đâu thì lòng trí các con sẽ ở đó và điều đó nó sẽ làm cho việc rao giảng tin mừng bị phân tâm và có thể là không còn hiệu quả trong cuộc sống của những con người kitô hữu và điều thứ ba chúng ta cảm thấy hơi thắc mắc và khó hiểu hơn không mang dài dép quả thật vào trong những thời kỳ đầu tiên đó thì chúng ta có thể thấy những người đi rao giảng tin mừng không phải là đi trên những con đường bằng phẳng, thanh thang, rộng rãi, mà trên một đất nước xem ra có rất là nhiều đồi núi khó khăn, không phải là dễ dàng trong việc những bước đi. Cho nên nếu tôi không mang giày dép, thì điều đó nguy hiểm cho chính bản thân của tôi. Tôi đạp gai góc, tôi đạp những thứ nguy hiểm. Nhưng ở đây tin mừng muốn cho chúng ta biết một tinh thần Tôi không mang giày dép Có nghĩa là chúng ta chấp nhận Vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc đời của mình Tôi dâng lên Chúa bằng tất cả những hy sinh Bằng chính tình yêu trong đời sống của chúng ta Vượt qua những cái thử thách trong gai trong đời sống của chúng ta Và điều cuối cùng Tôi không được chào hỏi ai dọc đường tôi cảm thấy rất là lạ việc rao giảng tin mừng là đến với muôn dân vậy thì tôi gặp người khác tôi không chào không hỏi thì làm sao tin mừng có thể tiếp cận được với những người chúng ta gặp gỡ nhưng thưa không điều mà tin mừng muốn nói cho chúng ta ở đây tôi không chào hỏi ai dọc đường nghĩa là chúng ta đừng mất những thời gian quý báu cho việc rao giảng tin mừng mà ngồi đó nói những chuyện không hay Không phù hợp Không thích đáng Đừng ngồi đó mà nói ra những chuyện ngồi mê lê mách Tin mừng của Đức Kitô là một điều mời gọi mỗi người chúng ta hãy ý thức giá trị cao nhất Và hãy thực hiện trong đời sống của mình một cách khẩn cấp Đó là bốn cái không mà Chúa mời gọi chúng ta hãy thực hiện. Và qua bốn cái không này, Chúa muốn con người chúng ta hãy thực hiện cái có Chúa Kitô trong cuộc sống. Có Chúa Kitô có nghĩa là tôi đem tình thương đến cho mọi người. Có Chúa Kitô có nghĩa là tôi đem sự phục vụ, tôi đem sự yêu thương, tôi đem sự tha thứ, tôi đem sự chữa lành chữa lành trong thể xác cũng như là trong tâm hồn cho tất cả những người chúng ta gặp gỡ. Như vậy, qua đoạn tin mừng hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta một mặt tôi phải cầu nguyện để xin Chúa sai thợ đến gặt lúa của mình. Và đồng thời Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy thực thi lời Chúa bằng bốn cái không và một cái có để nhờ đó tin mừng sẽ đem lại một cái hiệu quả đích thực cho cuộc sống con người chúng ta đang gặp gỡ amen